Lầu đế tua Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 31 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ nhất nội dung sứ điệp của Liên hội đồng giám mục vùng Đông Phi châu. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện từ giấc mơ Mỹ đến hy vọng mới cho trẻ em Campuchia, một tổ chức phi lợi nhuận do ông bà John và Kathy Tucker thành lập sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài chân phúc dành cho kẻ khóc lóc. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức. Tế Châu, hãng tin John Hap của Hàn Quốc đã đưa tin Đức Giáo Hoàng Francisco tặng 10.000 euro để giúp cho người dân Yemen đang tị nạn trên đảo Tế Châu, Hàn Quốc. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Nam Hàn, Đức Tổng Giám mục Alfred Suerep đã trao cho Đức Cha Peter Kang Uin, Giám mục Giáo phận trên đảo Tế Châu, số tiền 10.000 euro của Đức Giáo Hoàng Francisco tặng để giúp đỡ người dân Yemen cần được trợ giúp hiện đang tị nạn trên đảo đức tổng giám mục suez đã đến thăm đảo tế châu để bày tỏ tình liên đới của đức giáo hoàng francisco với đức giám mục sở tại là người đã luôn ủng hộ những người yemen tị nạn và kêu gọi người dân hàn quốc bày tỏ lòng khoan dung và bác ái trong sự hòa hợp hoàn hảo với giáo huấn của đức giáo hoàng về người di cư và tị nạn đức giáo hoàng francisco đã nhắc nhở các tín hữu bốn thái độ cần có đối với hiện tượng di cư chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Đức Tổng giám mục xứ Thần Tòa Thánh cũng đã gặp 527 người Yemen tị nạn và cử hành thánh lễ và gửi đến tất cả họ lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Tổng giám mục Suerep cũng đã đến Công viên Hòa Bình 3 tháng 4 cầu nguyện trước khi rời đảo Tế Châu, Công viên Hòa Bình được xây dựng để tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc chiến giữa chính quyền và dân chúng từ năm 1948 đến năm 1954 như là hậu quả của việc phân chia ý thức hệ sau khi được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của chế độ thực dân Nhật vào năm 1945. Những người Yemen đã chạy trốn khỏi đất nước Yemen đang bị bất an bởi những xung đột và căng thẳng. Họ đến đảo Yemen theo quy chế của nhà nước Hàn Quốc cho phép người ngoại quốc cư trú trên đảo này với thời hạn 3 tháng mà không cần thị thực nhập cảnh. Những người Yemen bất ngờ đến đảo này đã tạo nên những lo âu trầm trọng cho dân cư tại đây, đặc biệt là về kinh tế. Vì thế, cư dân ở đây đã phản đối việc tị nạn của những người Yemen trên đảo Tế Châu. Brasilia, trong các ngày vừa qua Hội đồng Giám mục Brazil đã ra thông cáo tái khẳng định lập trường của giáo hội bênh vực quyền sống con người từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Thông cáo do Ủy ban Bảo vệ sự sống và gia đình của Hội đồng Giám mục phổ biến nhân dịp tòa án tối cao của Liên bang Brazil sẽ thảo luận dự luật không trừng phạt tội phá thai cho tới tuần thứ 12, trong các ngày mùng 3 và mùng 6 tháng 8 tới này. Cho tới này, Điều 124 tới 126 của Bộ Hình luật Brazil coi phá thai là một tội phạm và chỉ cho phép phá thai trong trường hợp nguy tử của người mẹ hay trong trường hợp bị hãm hiếp trong cuộc thảo luận sắp tới, ý kiến của hai bên phò chống sẽ được lắng nghe. Đại diện Hội đồng Giám mục Brazil tham dự cuộc thảo luận ngày 6 tháng 8 có Đức cha Ricardo Hoerpes, Giám mục Rio Grande và Linh mục José Eduardo de Oliveira e Silva thuộc giáo phận Osasco thông cáo có tựa đề là Phá thai và Dân chủ, nêu bật hai điểm chính là bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn của nó và bênh vực hệ thống dân chủ. Cần phải chiến đấu chống lại các lý do của việc phá thai qua nỗ lực thực hiện các đường lối chính trị trợ giúp phụ nữ một cách hữu hiệu trong lĩnh vực sức khỏe, an ninh, giáo dục tính dục, đặc biệt trong các vùng nghèo nhất nước. Thông cáo có đoạn viết, giáo hội đã luôn luôn nhấn mạnh cần thăng tiến việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của nữ giới để thắng vượt các bạo lực và kỳ thị họ phải gánh chịu đồng thời giáo hội cũng trợ giúp những người dễ bị thương tổn nhất là các thai nhi không được ai bênh đỡ liên quan tới hệ thống dân chủ các giám mục brazil nêu bật tầm quan trọng của việc thảo luận của quốc hội và sự kiện từ nhiều năm qua người dân brazil đã luôn luôn khước từ dự luật cho phép phá thai thế nhưng các dự luật đề nghị tiếp tục vi phạm mọi luật lệ của nền dân chủ bằng cách tìm thay đổi các luật lệ qua quyền tư pháp các lệch lạc quyền bính đó vượt quá vấn đề cụ thể phá thai và đe dọa nền dân chủ brazil dành cho mỗi quyền bính nhiệm vụ chuyên biệt rõ ràng và qua đó bảo đảm thế quân bình chống lại các lệch lạc độc tài của quyền này trên quyền khác Tất cả mọi cuộc thảo luận phải được thực thi trong quốc hội, là nơi củng cố các quyền của dân chúng. Trong nhãn quan đó, giáo hội muốn bảo đảm quyền sống cho các thai nhi và bảo vệ nền dân chủ quốc gia chống lại mọi lạm dụng quyền bính vì nó sẽ là việc phá thai nền dân chủ. Sau cùng, các giám mục Brazil kêu gọi mọi cộng đoàn địa phương huy động dư luận bảo vệ sự sống qua ba hành động cụ thể Ủy ban gia đình của mỗi giáo phận tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện, sau đó các tham dự viên soạn thảo một lời kêu gọi gửi tới quốc hội, yêu cầu các nhà làm luật bênh vực các quyền hiến định của họ. Trong thánh lễ Chúa Nhật 29 tháng 7, các linh mục bình luận ngắn gọn về tình hình, giải thích cho tín hữu hiểu và mời gọi họ cầu nguyện cho các thai nhi. Và sau cùng, các giám mục xin anh chị em giáo dân nói chuyện với các dân biểu để minh xác vấn đề. Thông cáo kết thúc với việc phó thác cho Đức bà Aparecida mọi thai nhi và các bà mẹ của chúng. Lima, các giám mục Peru khích lệ tín hữu và toàn dân tiếp tục nỗ lực chung xây một quốc gia tốt đẹp hơn. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố nhân kỷ niệm 197 năm Peru được độc lập. Lời kêu gọi của các giám mục đến trong một thời điểm đặc biệt đối với cuộc sống chính trị Peru vì trong các ngày qua, vài phương tiện truyền thông đã tố cáo các trao đổi đặc ân, các gửi gắm và áp lực liên quan tới cuộc điều tra các bê bối của vài thành viên Hội đồng Thẩm phán Quốc gia và hai thẩm phán. Tổng thống Martin Vizcarra đã chỉ định một ủy ban cải cách công lý với phần đóng góp của Hội đồng Giám mục cho tiến trình cải tổ. Thông cáo có đoạn viết, thời điểm tế nhị chính trị xã hội và luân lý mà các cơ cấu dân chủ đang trải qua cho chúng ta thấy rằng cần cấp bách cải tổ các cơ cấu trên mọi bình diện để bảo đảm cho cấu trúc quốc gia và tình trạng pháp quyền của đất nước chúng ta là các cột trụ của nền dân chủ và là con đường của sự phát triển các giám mục mời gọi mọi giai tầng xã hội lãnh trách nhiệm xây dựng một xã hội với các nguyên tắc vững chắc của sự liêm chính và trong sáng bằng cách kiếm tìm công ích cho tất cả mọi người, như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói trong chuyến viếng thăm Peru hồi tháng 2 năm nay. Không ai có thể không biết tới tiến trình này. Nạn gian tham hối lộ là điều không thể tránh được và nó đòi hỏi sự dấn thân của tất cả mọi người hội đồng giám mục peru cũng âu lo vì tình hình bất an bạo lực sát hại nữ giới bỏ rơi gia đình con cái xảy ra trong nước tất cả đều là các sự kiện phá hủy nhân phẩm và cần có tình liên đới cá nhân và tập thể mới giúp vượt thắng được các điều tiêu cực đó sau cùng, các giám mục kêu gọi chính quyền trong mọi quyết định của mình, chú ý tới trẻ em và người trẻ là lớp người đang nhìn quốc gia với nhiều âu lo và mất tin tưởng. Trong khi đáng lý ra, họ muốn tin tưởng và tín thác nơi quốc gia Peru và hàng lãnh đạo. Tuy nhiên, chúng ta không được đánh mất đi niềm hy vọng, trái lại cần duy trì và gìn giữ nó. Roma, Caritas các nước Âu Châu và toàn vùng địa Trung Hải quyết tâm hiệp lực với nhau để chống lại tệ nạn buôn người, đặc biệt là che chở các trẻ em. Dự án này đã được phát động nhân ngày quốc tế chống nạn buôn người cử hành hôm 30 tháng 7 vừa qua. Tham gia dự án có các tổ chức Caritas vùng Trung Đông, Bắc Phi và Âu Châu và 9 Caritas các nước Albania, Bosnia, Pháp, Jordania, Liban, Kosovo, Slovenia, Slovakia và Ukraine. Dự án gồm việc thực hiện một cuộc nghiên cứu vượt biên giới nhằm mục đích góp phần cải tiến các trợ giúp cho các nạn nhân được cứu thoát, cũng như thu thập các dữ kiện về nạn buôn người và thực hiện các phương pháp mới hữu hiệu hơn cho tiến trình tái hội nhập các nạn nhân. Việc nghiên cứu này sẽ cho phép đề nghị các dụng cụ và kỹ thuật giúp nhận diện, phòng ngừa và chống lại các hoạt động của các tay buôn người – đồng thời thăng tiến ý thức giữa các nhóm dễ gặp nguy hiểm, các lực lượng an ninh và dư luận công cộng đối với tội phạm buôn người. Nhất là bởi vì các tổ chức buôn người đang sử dụng các kỹ thuật ngày càng tối tân hơn cho các hoạt động tội phạm đem lại hàng tỷ Mỹ Kim tiền lời của họ. Bà Genevieve Cola, đại diện các tổ chức Caritas Âu Châu chống nạn buôn người, cho biết đây là một nghiên cứu cần thiết cả khi việc chống nạn buôn người trong các năm qua đã được cải tiến. Nhưng các tay tội phạm đang tìm các phương pháp mới để bắt các nạn nhân. Bà Maria Gracia Jamarinar, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nạn buôn người, đã mời Caritas trình bày các đề nghị lên các chính quyền tại Hội đồng Bảo vệ các quyền con người của Liên Hiệp Quốc. Trong số các đề nghị có việc đào tạo chuyên biệt cho mọi nhân viên tại chỗ cho các nạn nhân khả thể tái xây dựng cuộc sống của họ, không bắt họ hồi hương khi họ có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng tại quê hương của họ. Aten trong hai ngày 28 đến 29 tháng 7 vừa qua, Tổng giáo phận thủ đô Aten đã phát động phong trào quyên góp trong mọi giáo xứ để trợ giúp các nạn nhân hỏa hoạn trong một thư gửi tín hữu và nhân dân toàn nước, Đức Tổng giám mục Sebastianos Rosolatos khẳng định đây là một dấu chỉ của tình yêu thương đối với các anh chị em đang đau khổ. Chúng ta phải trợ giúp họ trên bệnh viện cá nhân và gia đình. Chúng ta tất cả đều được mời gọi góp phần để tỏ tình liên đới yêu thương với các nhu cầu của các gia đình và thành phố bị hỏa hoạn đang thiếu thực phẩm, nước uống và nhà ở. Caritas Athens cùng Caritas Hy Lạp và các Caritas Âu Châu đã nhận được các phẩm vật cứu trợ để phân phát cho các nạn nhân. Giới chức Caritas đang hiệp lực với các vị lãnh đạo tỉnh Pikemi để phối hợp các tổ chức nhân đạo trợ giúp dân chúng. Việc yểm trợ tâm lý xã hội rất cần thiết trong lúc này vì nhiều người đang đau đớn thương khóc các người thân, bạn bè và hàng xóm bị thiệt mạng những người còn sống bị chấn thương tâm lý nặng nề vì đã phải chạy trốn lửa cháy bơi hàng giờ dưới biển hay giặt vào bãi và chứng kiến cái chết của những người khác họ bị chấn thương tinh thần rất nặng caritas hy lạp cho biết trong các ngày tới xã hội sẽ phải đối phó với sự giận dữ và tuyệt vọng của dân chúng Chính vì thế Caritas Athens và Caritas Hy Lạp cộng tác với Hiệp hội Bảo vệ các trẻ em Pamakaristos cung cấp sự hỗ trợ xã hội tâm lý mỗi ngày gần các tỉnh Rafina, Pikermi và Mati. Một trong bốn nhóm cứu trợ đã hoạt động tại một trung tâm lắng nghe do Hiệp hội Pamakaristos điều hành. Trung tâm cũng sẽ cung cấp các bữa ăn nóng cho những người không thể đến trung tâm trong lúc này các nạn nhân được trợ giúp cụ thể liên quan tới các thủ tục bảo hiểm làm lại giấy tờ và điền đơn xin bồi thường caritas hy lạp và caritas armenia sẵn sàng cung cấp nơi ở tại trung tâm xã hội neos cosmos và các nhà thuộc giáo hội armenia trong thủ đô athens và vùng oropos cho những ai chưa tìm được nơi tạm trú chính quyền Hy Lạp đã mở một trại lính và cung cấp ngày ba bữa ăn miễn phí cho các nạn nhân. Chỉ có 30 trên 120 nhà hiện được dùng cho những người đã mất hết mọi sự và không biết phải đi đâu. Nhiều người khác đã tìm được chỗ trú nơi bà con, bạn bè. Một số khác đã về nhà mình. Các nhà bị cháy là các nhà nghỉ hè của họ. Cũng có người ở lại trong nhà chỉ vì thiệt hại nhẹ các kho thực phẩm và đồ cứu trợ đã được phân phát hàng ngày cho các nạn nhân tại Rafina, Maratona và Pikemi Thị trưởng các thành phố bị hỏa hoạn xin dân chúng thôi đem thêm quần áo, thực phẩm và lương thực vì những gì đã được phân phát vừa xa các nhu cầu cần thiết. đã có rất nhiều thiện nguyện viên yểm trợ các tỉnh bị nạn. Hàng ngày họ tới thu dọn các đổ vỡ. tuy nhiên thiếu sự phối hợp chung nhằm thiết định các ưu tiên cần theo đuổi. Vẫn theo Caritas Hy Lạp, số người bị chết được biết cho tới nay là 83, nhưng có thể nhiều hơn khi các nhân viên cứu hỏa và binh lính kiểm soát từng nhà một. Vẫn còn có từ 30 tới 60 người bị mất tích. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe phần thứ nhất, nội dung sứ điệp của Liên Hội Đồng Giám Mục, vùng Đông Phi Châu. <laughs> Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 13 tới 23 tháng 7 vừa qua, Liên hội đồng giám mục vùng Đông Phi Châu đã nhóm đại hội lần thứ 19 tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia, về đề tài khác biệt chấn động, phẩm giá như nhau, hiệp nhất hòa bình trong Thiên Chúa tại vùng Liên hội đồng giám mục Đông Phi Châu. Liên hội đồng giám mục Đông Phi Châu quy tụ hội đồng giám mục các nước Eritrea, Ethiopia, Malawi, Tanzania, Sudan, Nam Sudan, Uganda, Zambia và các thành viên Djibouti và Somalia, nhóm đại hội bốn năm một lần. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị phần 1 sứ điệp kết thúc các giám mục vùng Đông Phi châu gửi dân Chúa toàn vùng. Mở đầu sứ điệp, sau khi bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa, biết ơn Đức Thánh Cha vì tinh thần thượng hội đồng giám mục và sự lãnh đạo tinh thần của Ngài, các giám mục vùng đông phi châu cũng cảm ơn sự khích lệ và liên đới của đức tổng giám mục luigi bianco sứ thần tòa thánh tại ethiopia đức cha protase rugamua thư ký bộ rao giảng tin mừng cho các dân tộc đức cha bruno marie Duffe, thư ký bộ phát triển nhân bản toàn diện và đức hồng y joseph tobin chủ tịch tiểu ban ngân quỹ liên đới với giáo hội tại phi châu và đại diện hội đồng giám mục hoa kỳ các giám mục cũng nhớ ơn các vị tiền nhiệm thành lập Liên hội đồng giám mục vùng Đông Phi Châu nhằm mục đích thăng tiến tình liên đới mục vụ xã hội cho toàn vùng. Các vị cũng cảm ơn nhân dân Ethiopia, giáo hội công giáo, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân và chính quyền Liên bang Cộng hòa Dân chủ Ethiopia và mọi người thiện trí đã tiếp đón hội nghị lần thứ 19 của Liên hội đồng giám mục vùng Đông Phi Châu và về các chuẩn bị chu đáo cho biến cố này. Các ngài cũng không quên sự yểm trợ của tất cả những ai góp phần làm cho hội nghị được thành công mỹ mãn. Các giám mục đặc biệt cảm ơn Đức Hồng Y Surafiel, Tổng giám mục Addis Abeba và các thành viên ban thường trực của Liên hội đồng giám mục Đông Phi Châu và Hội đồng giám mục Ethiopia, Ban thư ký và Ủy ban tổ chức hội nghị. Và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người tiếp đến sứ điệp của liên hội đồng giám mục vùng đông phi châu đã lần lượt duyệt qua các điểm chính trong đề tài của hội nghị trước tiên là sự khác biệt chấn động của dân chúa các vị viết liên hội đồng giám mục vùng đông phi châu được phú cho nhiều điều tốt lành không luôn luôn giống nhau như là các giám mục của liên hội đồng giám mục vùng đông phi châu chúng tôi thừa nhận sự khác biệt như là một điều tích cực cần yêu mến chứ không gây chia rẽ Chính trong đường nét này mà giáo lý của giáo hội công giáo nhấn mạnh rằng các khác biệt tùy thuộc chương trình của Thiên Chúa. Các khác biệt giữa con người sẽ khích lệ việc bổ túc cho nhau trong liên hội đồng giám mục vùng Đông Phi Châu và còn vượt ra ngoài nữa. Vì thế, như là các chữ chanh, chúng tôi mạnh mẽ lên án mọi hình thức lèo lái các khác biệt trong vùng gây nguy hại cho phẩm giá con người. Đây là đường lối giáo lý công giáo dạy, mọi người đều có cùng bản thể và cùng nguồn gốc. Được hy lễ của Chúa Kitô cứu chuộc, mọi người đều được mời gọi tham dự vào cùng hạnh phúc của Thiên Chúa. Vì thế, mọi người đều được vui hưởng phẩm giá như nhau. Điểm thứ hai, phẩm giá bình đẳng. Dưới ánh sáng của giáo lý về nhân phẩm trên đây, các giám mục Liên hội đồng giám mục vùng Đông Phi Châu chúng tôi khẳng định giáo huấn của công đồng chung Vatican thứ hai dù có những khác biệt chính đáng giữa con người với nhau tuy nhiên nhân phẩm như nhau của mọi người cũng đòi hỏi người ta phải tiến tới mức sống nhân đạo hơn và xứng hợp với con người hơn thật vậy những chênh lệch quá đáng về kinh tế và xã hội giữa những thành phần hay giữa những dân tộc trong cùng một gia đình nhân loại thật sự là những gương xấu và đi ngược với công bằng xã hội lẽ phải nhân phẩm và nền hòa bình xã hội cũng như quốc tế chúng tôi mời gọi mọi tín hữu công giáo và những người thiện chí thăng tiến bảo vệ và giữ gìn nhân phẩm như nhau cho mọi người được tạo dựng nên giống hình ảnh của thiên chúa kết quả là việc phát triển xã hội kinh tế chính trị và văn hóa trong xã hội được gắn liền mật thiết với phẩm giá con người điểm thứ ba là việc phát triển nhân bản toàn vẹn như là các giám mục của liên hội đồng giám mục vùng đông phi châu chúng tôi xác nhận rằng việc phát triển nhân bản toàn diện không thể bị giới hạn vào sự tăng trưởng kinh tế mà thôi để có thể đích thật trước hết nó phải tập trung nơi con người phải toàn vẹn và bao gồm mọi khía cạnh cuộc sống của con người và hướng tới việc phục vụ công ích do đó dựa trên các nguyên tắc của giáo huấn xã hội công giáo chúng tôi dấn thân thăng tiến sự khác biệt chấn động tích cực phẩm giá đồng đều của mọi dân tộc, sự hiệp nhất hòa bình trong Thiên Chúa cho việc phát triển nhân bản toàn diện cho vùng này. Điểm thứ năm là thăng tiến sự hiệp nhất hòa bình. Chúng tôi xác nhận và nỗ lực thăng tiến hòa bình nền tảng của giáo hội bằng cách đề ra chương trình gồm bốn nguyên tắc. Thừa nhận và bênh vực phẩm giá đồng đều cho mọi thành phần gia đình nhân loại. Thăng tiến việc phát triển nhân bản toàn diện, yểm trợ các cơ quan quốc tế, và các tổ chức tha thứ trong vùng Đông Phi Châu. Các điểm xây dựng hòa bình này là nền tảng của việc củng cố phẩm giá con người phải được mọi người vui hưởng qua việc tôn trọng các quyền con người. Điểm thứ sáu của sứ điệp đề cập tới tình liên đới với các anh chị em hai nước Ethiopia và Eritrea. Trong hội nghị khoáng đại tại Addis Abeba, chúng tôi đã chứng kiến việc hai nước tiến lại gần nhau bẻ gãy hàng rào ngăn cách hai quốc gia trong hai thập niên qua thật là niềm vui lớn khi hai quốc gia đã chấp nhận các bước đi mới cho hòa bình và đối thoại giáo hội công giáo của cả hai nước đã lên tiếng tố cáo cuộc xung đột và cuộc chiến huynh đệ tương tàn đã cùng nhau cầu nguyện và trao ban hy vọng cho dân chúng qua việc cương quyết giải quyết tình hình một cách hòa bình và chứng minh cho tình liên đới với người dân của cả hai nước. Chúng tôi cảm ơn phái đoàn liên đới của Liên hội đồng giám mục vùng Đông Phi Châu đã viếng thăm Eritrea hồi tháng 11 năm 2017. Trong khi tiến trình hòa giải tiếp tục, giáo hội công giáo thúc giục dưới lãnh đạo bảo đảm cho công lý và hòa bình được tái lập và để cho người dân của cả hai nước được liên lụy tới tiến trình này tiếng nói của họ được lắng nghe và để cho các tù nhân được trả lại cho gia đình họ. Các bước tiến do hàng lãnh đạo Ethiopia và Eritrea đã làm được cho thấy người dân Phi Châu có sự khôn ngoan biết giải quyết các vấn đề của mình một cách thân hữu. Điểm thứ bảy trong sứ điệp của các giám mục vùng Đông Phi Châu đề cập tới nền hòa bình tại Nam Sudan. Các giám mục viết, con tim của chúng tôi reo vui vì sự tiến triển của cuộc đối thoại hòa bình tại Nam Sudan. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho giải pháp nhanh chóng của cuộc chiến, hầu làm vơi nhẹ các khổ đau của người dân và chấm dứt việc thiệt mạng của những người vô tội. Như là các giám mục của Liên hội đồng giám mục vùng Đông Phi Châu, chúng tôi muốn cống hiến mọi trợ giúp cần thiết có thể để góp phần làm cho hòa bình tại Nam Sudan được lâu bền. Chúng tôi xin các tín hữu công giáo và mọi người thiện trí nhớ tới Nam Sudan trong lời cầu nguyện và giang tay trợ giúp các nhu cầu cấp bách của người dân nước này. Tiếp đến, sứ điệp của các giám mục đề cập tới gia đình và hôn nhân. Các giám mục viết, Chúng tôi biết rõ tình hình nguy cập của gia đình như là đơn vị nhỏ nhất của giáo hội và xã hội một gia đình ổn định là một nền tảng cho sự khác biệt chấn động tích cực cho phẩm giá đồng đều và cho sự hiệp nhất hòa bình trong chúa của vùng đông phi châu và vượt ngoài vùng này chúng tôi ghi nhận rằng gia đình đang bị bao vây bởi nhiều thách đố kể cả sự nghèo túng nạn thất nghiệp cao và các không đồng đều trong xã hội như là các chủ tranh chúng tôi tiếp tục ủng hộ sự phát triển và thực hiện đầy đủ sư phạm và các chương trình cho việc tiếp tục đào tạo và dạy giáo lý cho các gia đình qua các cơ cấu của liên hội đồng giám mục đông phi châu và các hội đồng giám mục quốc gia chúng tôi cố ý cộng tác với các cơ quan tương tự trong việc cung cấp giáo lý đào tạo và săn sóc mục vụ cho các gia đình trên mọi bình diện liên quan tới các phương tiện truyền thông xã hội, sứ điệp của các giám mục viết. Chúng tôi ca ngợi bộ mới về truyền thông của Tòa Thánh Vatican và khẳng định sự dấn thân của chúng tôi trong việc cộng tác với bộ để đem sứ điệp của Chúa đến cho vùng này. Ý thức được các bước rất tích cực đã được thực hiện đối với việc loan báo tin mừng qua các phương tiện truyền thông xã hội, Chúng tôi khen ngợi các cố gắng đã có để đầu tư vào việc cùng nhau thành lập các trang web giáo phận và giáo sứ, cũng như các nền tảng cho các phương tiện truyền thông xã hội như phát thanh truyền hình và báo chí, như các dụng cụ loan báo tin mừng và thông tin đề tài của hội nghị khoáng đại này đồng thời trong khi thừa nhận vai trò của các phương tiện truyền thông xã hội trong tiến trình phát triển nhân bản toàn diện, chúng tôi khích lệ các nhà truyền thông có tinh thần trách nhiệm, đáng tin cậy và kỹ lưỡng trong việc thông tin tức cho xã hội. Điểm thứ 10 trong sứ điệp của các giám mục vùng Đông Phi Châu đề cập tới giới trẻ. Các vị khẳng định, Chúng tôi thừa nhận và đánh giá cao giới trẻ trong năng động và sự khác biệt của họ như là các công dân của thế giới và là các thành phần liên văn hóa và có ý nghĩa của giáo hội. Chúng tôi dấn thân tiếp tục phát triển và lo lắng mục vụ cho giới trẻ, với các chương trình tập trung vào đức tin, phân định ơn gọi và luân lý là giá trị nền tảng của việc giáo dục và tìm giải quyết các thách đố liên quan tới việc làm cho giới trẻ, sự hiệp nhất hòa bình, phát triển lãnh đạo, phát triển việc cung cấp các tuyên úy và đồng hành với người trẻ. Để tiếp tục chương trình Mai Châu xin thuật lại câu chuyện từ giấc mơ Mỹ đến hy vọng mới cho trẻ em Campuchia, một tổ chức phi lợi nhuận do ông bà john và kathy tucker thành lập tổ chức phi lợi nhuận hy vọng mới cho trẻ em campuchia được ông bà John và Kathy Tucker thành lập năm 2006 nhằm trợ giúp về y tế, nhà cửa, giáo dục và nghề nghiệp thích hợp cho khoảng 260 trẻ em, thanh thiếu niên và trẻ mồ côi vì cha mẹ bị nhiễm virus HIV hay bị SIDA. Trong 12 năm hoạt động, tổ chức này đã giúp cho hàng ngàn trẻ em tìm được cuộc sống mới, được chữa trị bệnh với các thuốc kháng virus được có cơ hội giáo dục và làm việc. Nhiều em giờ đây đã vào đại học. Khoảng 20 năm trước, John và Cathy Tucker là đôi vợ chồng mang một ước mơ Mỹ. Ông John khi đó khoảng 50 tuổi, đang làm việc cho một công ty lập kế hoạch tài chính, đang phát triển thành công, cuộc sống gia đình ổn định với năm đứa con. Nhưng cuộc truyền giáo tại Campuchia đã thay đổi cuộc sống của họ họ đã từ bỏ giấc mơ mỹ của mình để mang lại hy vọng cho các em đau khổ ở campuchia trước khi đến campuchia ông bà john và kathy đã đi truyền giáo tại mexico sau đó hai vợ chồng tham gia vào hội truyền giáo megrinol và được gửi đến campuchia tại đây họ làm việc trong một ký túc xá dành cho những người lớn bị sida đa và đang hấp hối nhiều người trong số những người này khi qua đời đã để lại những đứa con thơ dại của mình mồ côi. Trong số này có những em bị nhiễm virus HIV. Ông bà Thatcher đã tận mắt nhìn thấy những trẻ em bị nhiễm HIV từ người mẹ khi mới sinh ra và sau đó khi cha mẹ qua đời thì các em bị bỏ rơi. Họ cũng đã nhìn thấy sự kỳ thị khủng khiếp và phân biệt đối xử với các em các bà con trong gia đình có thể đưa các em không bị nhiễm virus đến gia đình của cô dì hay chú bác của các em. Nhưng những em bị nhiễm virus thì không được nhận. Những em nhỏ này không có nơi để đi và số phận của các em xem như đã được định đoạt, các em phải chết sớm. Động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh thật đáng thương của các em cũng như nhận thấy tình cảnh cấp bách, năm 2006, vợ chồng John và Cathy đã thành lập tổ chức hy vọng mới cho trẻ em campuchia tổ chức này đón nhận tất cả trẻ mồ côi không phân biệt các em thuộc tôn giáo nào ông john hiểu rằng một khi có thuốc thì sida không còn là bệnh ở giai đoạn cuối nữa nó là căn bệnh mãn tính chỉ cần uống thuốc mỗi ngày nhiều em bé bị nhiễm virus giờ đây đã có cuộc sống thành công nhưng tại campuchia họ đã nhìn thấy các trẻ em chết vì thiếu thuốc và bị bỏ rơi bởi vì các em bị nhiễm virus hiv vì thế họ đã mở một bệnh xá để cung cấp các thứ thuốc cần thiết cho các trẻ em bị nhiễm virus HIV để có thể kiềm chế sự hoạt động của virus chương trình của vợ chồng John và Kathy đã được mở rộng và trở thành chương trình nhi khoa điều trị virus HIV và SIDA lớn nhất vùng Đông Nam Á cung cấp thuốc kháng sinh virus cho hơn 400 trẻ em nhận thấy cần phải mở rộng hoạt động của chương trình vợ chồng John và Kathy đã thành lập tổ chức Hy vọng mới cho trẻ em Campuchia. Mỗi ngày, tổ chức do ông bà thành lập phục vụ 1.100 bữa ăn cho các em vị thành niên và tất cả những người làm việc với tổ chức. Chương trình của tổ chức Hy vọng mới cho trẻ em Campuchia bao gồm việc chăm sóc hoàn toàn thời gian cho hơn 200 trẻ mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi, bị nhiễm HIV hoặc bị SIDA tại một cơ sở dân cư nằm bên ngoài thủ đô nông bên. Tổ chức này cũng hỗ trợ 37 thanh thiếu niên theo học tại các trường đại học hoặc trường dạy nghề, hỗ trợ chi phí tuyển sinh và chi phí ăn uống, nhà ở, đi lại và y tế cho các em. Em bé nhỏ nhất trong chương trình, khoảng 2 tuổi, được đưa đến trung tâm khi mới được 3 tháng tuổi. Nhờ sự sẵn có của các loại thuốc và những kỹ thuật tiến bộ khác trong 20 năm qua, Ông John đảm bảo rằng chương trình này đang ngày càng thấy ít trẻ mồ côi và trẻ em bị nhiễm bệnh. Ông John chia sẻ với Tùng Tin, vị khách ngày Chủ nhật của chúng ta rằng dịch bệnh đã được thay đổi, trẻ em không bị nhiễm bệnh nhanh như trước đây. Ngày trước, thông thường chúng tôi có một em bé mới mỗi tuần, còn bây giờ thì cứ ba tháng mới có một em. Tôi hy vọng trong vòng 10 năm nữa, các em sẽ không cần chúng tôi nữa. Giống như nhiều nhà truyền giáo khác thời hiện đại, ông bà John và Kathy được cảm hứng từ tấm gương của mẹ Teresa Cancutta Câu chuyện về mẹ Teresa đã thúc đẩy họ làm điều gì đó hơn nữa với chính cuộc sống của mình. Cho đến nay, ông bà John và Kathy đã sống 11 năm tại Campuchia. Ông John chia sẻ, nếu bạn tin vào tin mừng thì bạn phải làm điều gì đó với cuộc sống của bạn chứ không chỉ kiếm tiền trước khi kết thúc chương trình trong mục đời sống tâm linh linh mục phan tấn thành xin trình bày về đề tài chân phúc dành cho kẻ khóc lóc thưa quý vị chính giả, chúng ta đang bàn về ân huệ thứ năm của Thanh linh gọi là ơn minh luận. Sau khi đã nghiên cứu bản chất, sự cần thiết, công hiệu của ân này, chúng ta bước sang chân phúc tư ứng dành cho kẻ học lòng. Trong bài trước đây, chúng tôi đã ôn lại những ý nghĩa khác nhau của nước mắt dựa theo tâm lý, kinh thánh, truyền thống tu đức trong truyền thống tu đức của các tăng sĩ ở bên đông phương không những người ta nói tới ý nghĩa của nước mắt mà còn nói tới các cấp độ của nó chẳng hạn như john Apamea thế kỷ thứ năm phân chia ở nước mắt thành ba cấp độ một nước mắt của thể xác khóc vì số phận hầm hiu đen bạc khóc vì bị đối xử bất công khóc vì tan tâm hai nước mắt của linh hồn si kệ khóc vì sợ bị trút phạt khóc vì tội lỗi của mình khóc vì nghĩ tới ân huệ của Chúa, khóc nghĩ tới cái chết. Bà, nước mắt của thần khí Pneuma, khóc vì thán phục về uy nghi của Thiên Chúa, khóc vì trồng trồ sự cao minh của Ngài. Và thời chúng Cổ, chúng ta thấy có nảy lên nhiều phong trào khóc hay là phong trào nước mắt do cái được được này. Chẳng hạn như trong tiểu sử của Thánh Đa Minh, mỗi đêm người quỳ cầu nguyện dưới chân Thánh Giá và khóc rống lên. Lạy Chúa, số phận các người tội lỗi sẽ ra sao? Sự khóc lóc này mang chịu kết tông độ thuộc loại thứ bốn mà ông Cassiano đã có lần nói tới. Do là những phong trào đền tả ra đời, chia sẻ về những sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá hay là của mẹ Maria. Chúng ta thấy một chứng tích còn ghi lại trong bài ca tiếp liên Stabat Mater de Rosa. Sau khi chiêm ngắm cảnh tích mẹ trên thập giá, tác giả văn nạn như thế này. Xin cho con được chia phần thống khổ của con mẹ. Xin cho con được cùng mẹ thảo hiếu khóc than, cùng đấng bị đóng đinh tỏ niềm thống cảm. Như vậy, nước mắt vừa là dấu chỉ của tâm tình thống hối, vừa là dấu chỉ của đọc bác ai yêu thương, cho thân Bernardo đã nói. Nước mắt như ân vệ thánh linh. Việc nhận ra tác động của thánh linh trong ân nước mắt không có gì là khó khăn. Nguyên vật thống hối đã được coi như là ơn của thánh linh, Chúa thánh linh rồi ngay từ trong cựu ước người ta thấy tư tưởng đã tới thần khí chúa đổi mới tâm ca can tinh con tim của ta biết nói thật tình trọng lòng trai giả đá sáng tình trạng trung thủy mến yêu nếu không có ơn chúa con người sẽ không nhận thấy lỗi lầm của mình và sẽ không biết thống hối các nhà tu hành cũng nhận thấy rằng các tội nhân khóc lóc tội mình là chuyện thường tiền rồi còn người đã vào bức và chúa đức lại cần phải có ơn đặc biệt để biết chảy nước mắt về lòng mến chúa và yêu tha nhân Đức Teresa Avila nói tới nước mắt như là hồng ân đi kèm theo việc cầu nguyện. Trong cấp đầu tiên, nước mắt trào ra bởi vì con tim cảm xúc khi suy tới tình yêu của Chúa. Cảm xúc này có tính cách tự nhiên. Nhưng mà đến tới các cấp độ cầu nguyện cao hơn, nước mắt cứ trào ra mà ta không biết được can do từ đâu. Ất là do ơn Chúa. Thậm chí Teresa nói rằng, lắm khi lửa bên Chúa quá mạnh, đến nước mắt nó nhìn rộ lên để cho tâm hồn được tươi mát nhưng mà đồng thời thế để cũng cảnh giác những ảo tưởng đó là đừng lầm tưởng rằng có thể lo được chuyển độ nhân đức với lượng nước mắt trào ra thầy nhà Surayola một con người xem ra đanh thép của đã nói nhiều tới ơn nước mắt người đã xin cho chính mình được ơn nước mắt và khuyến khích những ai dự linh thao cũng hãy xin ơn đó mặc dù người không quên nhấn mạnh rằng đừng đồng hóa nước mắt với chính lòng bên chúa yêu người lòng bên này được diễn tả qua lối sống và hành động, chứ không phải chỉ qua nước mắt mà thôi. Những người được ơn bên luận soi sáng sẽ đánh giá các vật thủ tạo trong tương quan với Thiên Chúa. Họ nhận thấy sự trống rỗng hư vô của mọi sự. Điều này dẫn họ tới chỗ khóc lóc vì những lỗi lầm quá khứ, hoặc vì đã bám theo các thụ phủ hoa thế trận. Mặt khác, nhờ ơn bên luận, các linh hồn biết đánh giá đúng đắn các thụ tạo nhận thấy nơi chúng như là những phương tiện dẫn tới Thiên Chúa như vậy họ nhận được sự an ổn thiên liêng khi còn ở đời này với niềm hy vọng sẽ đạt được sự viên mãn ở đời sau thực hành cũng như đối với các ân huệ khác chúng ta sẽ lần lượt nói tới khía cạnh tiêu cực và khía cạnh tích cực tiêu cực theo thánh tô mạng, đối lại với ân minh luận là cái tội u mê lý do là vì ơn minh luật cần thiết để đánh tay những sai lầm cho lãnh luật đức tin gây ra bởi sự do nát. Những nguy cơ sai lầm về đức tin và luân lý rất dễ xảy ra trong đời sống. mặc dù ta đã cố gắng học hành. Dưới khách cảnh phổ quát và khách quan, chúng ta có thể bám vào giáo huấn của xã hội để khỏi bị sai lầm. Nhưng mà dưới khía cảnh cá nhân và chủ quan, thì nếu không có ơn chúa giúp, ta khó lòng tránh khỏi sự sai lầm. Thực ra sự u mê rốt nát là lẽ đương nhiên bắt nguồn từ giới hạn của con người và vì vậy không đương nhiên là tội lỗi. Sự rốt nát trở thành tội luân lý khi ta có lỗi trong đó và cụ thể là do sự tự phụ khi mà ta quá tự tin vào kiến thức và hiểu biết của mình và làm ngăn trở những phán đoán mà Chúa gửi tới. Không lạ gì mà các nhà thông thái khó trở thành các nhà thật bí. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói, Lạy cha là Chúa thể trời đất, con tạ ơn cha vì đã dối những điều này khỏi những người khôn ngoan thông thái mà lại mặc khải cho những kẻ bé nhỏ đơn sơ. Matthew 11, 25 Khi cần tích cực, những phương thế giúp cho ơn bên luận tác động trong linh hồn. Một, suy nghĩ về tính phụ quân của thủ tạo. Đặc là phải nhờ có ơn bên luận, chúng ta mới có thể đánh giá đúng bức các thủ tạo trong tương quan với Thiên Chúa. Nhưng mà chúng ta có thể chuẩn bị tâm hồn bằng cách suy gẫm về tính cách hư ảo của mọi vật trên đời. Hai, tập quy hướng mọi thủ tạo về với Thiên Chúa. Vũ trụ này chứa được rất nhiều điều tốt đẹp. Thế vậy, chúng ta đừng dừng lại ở các vẻ đẹp đó, nhưng hãy hướng nhìn lên đến tác tạo ra vẻ đẹp. Chúng ta hãy cố gắng khám phá dấu vết của Thiên Chúa ẩn tàng trong mọi vật. Ba, cương quyết chống đối tinh thần thế gian. Người đời quyết đạt hạnh phúc nơi các giá trị thế gian mà không mặc tới cái giá trị vĩnh cửu vì vậy chúng ta hãy tránh xa những hội hè nên người ta chỉ biết để các có trái trị hư hảo như là tiền tài, địa vị, sắc đẹp, danh giá. Ơn bên đường của thánh linh khó mà xen vào đầu óc của những người bị quyến rũ bởi tinh thần thế gian. 4. Nhận ra bàn tay chúa quan phòng đang điều khiển thế giới trong mọi biến cố thịnh vượng hay rủi ro. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa hẳn yêu thương chăm sóc tất cả mọi con cái của Ngài. Ngài biết điều gì là tốt lành cho chúng ta tiếc rằng cái nhìn của chúng ta chỉ cần không nhận ra đường lối huy nhiệm của Chính Chúa dành cho cá nhân, gia đình và thời đại của chúng ta. Dĩ nhiên, cần có ơn minh luận để chúng ta mới nhận được nhãn quan của Chúa. Và đó là điều mà chúng ta phải khẳng lại. Tuy vậy, chúng ta cố gắng tập luyện từng bước nhỏ nhỏ để nhận định mọi sự theo đức tin. Thứ năm, giữ gìn con tim trong trắng. Sự trong trắng ở đây không chỉ liên quan tới đức khiết tịnh mà còn muốn nói tới sự đơn sơ chân thành chứ không quanh co gian lận. Con tim trong trắng để biểu lộ có được tận tụy tuân giữ các luật trình của Chúa như có lợi chép. Có được thông suốt hơn cả thầy dạy để con trưởng gống theo thánh ý. An hiểu hơn bậc lão thành bởi huấn lệnh ngài con đã tuân theo. Thế viện 119 câu 99 và 100. Chúng ta sẽ trở lại đề tài này khi bạn tới trên phút liên kết với ân tâm hiểu. Kết luận. Như đã nói ở đầu, ba ân hệ cuối cùng có liên hệ tới đức tin. Cả ba kiện toàn nhân đức tin. Vì thế liên kiện toàn đức tin và các ân huệ được công đồng Vatican II hai đề cập trong hiến chế De Verbum về mặt khải số 5. Như sau, thánh thật không ngừng kiện toàn đức tin và các ân huệ của người để giúp con người ngày càng thấu hiểu mặt khải sâu xa hơn. Nên tại kinh thánh cho lời khẳng định này là các đoạn tin mừng thứ 4 đề cập tới vai trò của thần khí sự thật Ngài sẽ dạy các con mọi sự, sẽ nhắc nhở hết những điều Thầy đã nói với các con. Ngài sẽ dẫn các con đến chân lý toàn vẹn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http 2 2 vi va Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.